của họ, và đặc biệt lần này họ đã giành được những giải thưởng ở hạng mục Grand Drama. Xin được chúc mừng hai bạn một lần nữa. Và xin mời hai bạn sẽ nhận chiếc cúp ngôi sao xanh của mình cho hạng mục nam và nữ diễn viên web drama xuất sắc nhất. Rồi bây giờ hai người đều mặc áo hồng, thì áo hồng phấn hay là áo hồng cánh sen chia sẻ trước đây. Lời đầu tiên cho phép Thảo Như được gửi lời chào đến toàn thể quý đại biểu, ban tổ chức cùng các vị khách mời, quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Như xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, và chắc chắn đó là em Di Khánh. Ekip của Di Khánh đã cố gắng rất nhiều cho ra rất là nhiều sản phẩm web drama, và có rất là nhiều vai diễn mà Khánh đã đầu tư và mời các anh chị cùng, trong đó có Quỳnh Lập cũng có mặt đây. Di Khánh đã có rất là nhiều sự đóng góp trong web drama và đã đưa những người bạn của mình đến gần hơn với quý vị khán giả. Và hôm nay Như có mặt trong buổi lễ trao giải ngày hôm nay với giải thưởng này, thì điều Như muốn cảm ơn đó là ekip của bạn, với ekip Sớm Xuân Si, đạo diễn Leneco. Và Như xin phép được dùng từ ekip bởi vì có rất là nhiều người đã cố gắng để làm ra bộ phim đó, cũng như vai diễn của Như. Và điều đặc biệt cho Như gửi lời cảm ơn khách hàng, đó là nhóm fan của Như, các bạn đã cố gắng rất nhiều và giải thưởng này là của chúng ta. Cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ vâng ạ. Lời đầu tiên cho Duy Khánh xin được gửi lời chào đến toàn thể tất cả mọi người đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Thật sự thì cảm xúc của Khánh hiện tại rất là rung, bởi vì mặc dù đây là lần thứ hai mình được cầm trên tay chiếc cúp rất là danh giá và rất là đẹp và rất là quý như thế này. Duy Khánh xin phép được cảm ơn ekip Sóng Sân Si cũng như là anh đạo diễn Lê Cô Lê, và hơn hết là cảm ơn chị Khả Như đã đồng hành cùng với Duy Khánh để có được những cái màn tung hứng tốt nhất, như là mang đến nhiều tiếng cười cho các bạn khán giả. Và Duy Khánh xin phép được cảm ơn mẹ và em trai cũng như là anh quản lý Lê Minh Vũ, và đặc biệt là cảm ơn các bạn khán giả của Duy Khánh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đứng kế con gái đẹp là rung, vợ dạy rồi vẫn rung, ước gì là nhỏ uống nhiều canxi hơn. Lời đầu tiên cho phép Đức Thịnh gửi lời chào tới toàn thể quý vị quan khách. Hôm nay Đức Thịnh rất là vinh dự được đứng cùng với lại Hoa hậu Lương Thùy Linh để công bố giải thưởng ngôi sao xanh cho hạng mục nữ và nam diễn viên xuất sắc nhất. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, thì Lương Thùy Linh xin phép được công bố kết quả tới từ ban tổ chức. Lương Thùy Linh xin được vinh danh diễn viên Xuân Nghị cho đề cử nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Diễn viên Diễm My chính hiệp cho đề cử nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Và xin được chúc mừng nam diễn viên Xuân Nghị cùng với diễn viên Diễm My chính hiệp. Mời My nói trước đi ạ.
Trước tiên xin cho Jimmy xin gửi lời kính chào đến ban đại biểu, ban tổ chức, tất cả các anh chị em nghệ sĩ có mặt ở khán phòng ngày hôm nay, và xin chào các khán giả đang xem trực tiếp giải thưởng Ngôi Sao Xanh ạ. Phải nói là thực sự là My cảm thấy rất vinh dự và rất xúc động, bởi vì 12 năm hoạt động nghệ thuật liên tục, và bao giờ mình cũng ngồi ở hàng ghế khán giả để xem bạn bè của mình nhận giải. Và My luôn nỗ lực hết sức mình, bởi vì công việc đóng phim không phải là cho riêng bản thân My, mà đó là ước mơ của ba và mẹ My. Ba và mẹ My đã làm tất cả mọi thứ để cho My được đóng phim và được tỏa sáng. Và My rất ước mơ rằng ngày hôm nay mẹ My có mặt ở đây để mà nhìn ngắm My cầm giải thưởng này. Đây là giải thưởng đầu tiên sau 12 năm hoạt động nghệ thuật trên điện ảnh và phim truyền hình. My xin được trân trọng cảm ơn anh Đỗ Thanh Hải, đạo diễn Huy Bùi, VFC đã cho My có cơ hội được tham gia vai diễn Linh trong bộ phim Tình Yêu Và Tham Vọng. Nhưng My xin được gửi lời trân trọng cảm ơn đến VTVK, tập thể ISA đã hỗ trợ phía sau My. Và đặc biệt My xin được trân trọng cảm ơn các fan hâm mộ của My, đặc biệt là các fan hâm mộ ở Hà Nội đã ngày đêm nhắn tin để bình chọn cho My. Và My cũng xin được cảm ơn Ngôi Sao Xanh, ban giám khảo đã lựa chọn My. Đây là một cái động lực rất lớn cho My tin rằng con đường mình đang đi là đúng, và My sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để ra những vai diễn tốt hơn nữa phục vụ quý vị khán giả. Xin được cảm ơn những chia sẻ và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của Diễm My. Và sau đây xin được mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của Xuân Nghị ạ. Dạ, Xuân Nghị xin gửi tới lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý quan khách đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Thực sự thì nãy giờ Diễm My cũng đã nói rất là nhiều ý rồi. Và một trong những cái ý mà My nói thì cũng có những cái ý của Xuân Nghị nói. Vậy nên là bây giờ thì Xuân Nghị xin gửi tới lời cảm ơn. Xuân Nghị xin chân thành cảm ơn tới đạo diễn Khải Anh đã cho Xuân Nghị cơ hội để thể hiện vai Bắc trong Nhà Trọ Ba La Nha. Và thực sự là rất là bất ngờ và vinh dự khi mà đây là lần thứ hai Xuân Nghị được đứng lên bục và nhận giải thưởng cho vai diễn trong Nhà Trọ Ba La Nha. Xuân Nghị xin chân thành cảm ơn hãng làm phim VFC, cảm ơn đạo diễn Đỗ Thanh Hải, và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương và bình chọn cho Xuân Nghị ạ. Xin được cảm ơn chia sẻ vừa rồi của hai bạn, và xin được chúc mừng hai bạn một lần nữa. Xin gửi lời chào trân trọng tới tất cả quý vị quan khách có mặt trong buổi lễ trao giải ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị. Tôi hôm nay rất bất ngờ được ban tổ chức giao cho nhiệm vụ trao giải thưởng, và đi cùng trao giải thưởng với tôi là nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Bất ngờ bởi vì là mùa này là mùa thứ 7 tôi được vinh dự đứng ở trên sân khấu này, và thường là đi với những người rất là nghiêm nghị, và nói thực sự là nói cũng rất là ngắn thôi, nhưng mà là nói thật, Ưng Hoàng Phúc ấy thì
là ca sĩ nổi tiếng nhưng mà có bén duyên với điện ảnh, và cái phim mà Ưng Hoàng Phúc đóng là Hùng Ali và Sáu Lóc Cóc. Thế tôi thì rất là mê ca hát nhưng mà lại không biết hát. Chính vì vậy cho nên là bây giờ khi mà đã lớn, rất là lớn tuổi rồi thì bắt đầu đi tập hát, và cái thành tích của tôi là được biểu diễn ở phường trong top ca. Thì hôm nay là có một chút đi cùng với ca sĩ thì may ra có thể là cũng bén duyên ca hát thêm chăng. Vâng, và Phúc cũng rất vinh dự khi được đứng đây với lại tiến sĩ Ngô Phương Lan để trao giải Ngôi Sao Xanh cho hạng mục nam nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn hạng mục điện ảnh. Tôi xin công bố giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn hạng mục điện ảnh thuộc về diễn viên Isaac Lyon. Được thông tin là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân vì bận công việc đột xuất nên không có mặt trong buổi lễ trao giải của chúng ta, và xin phép được mời người đại diện của cô Hồng Vân sẽ lên đây để cùng chia sẻ cảm xúc với tất cả quý vị khán giả. Và thưa quý vị, như vậy với giải thưởng nam nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn đã thuộc về nam diễn viên Isaac cùng với nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, và xin được chào đón lên sân khấu đại diện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Và trước tiên thì chúng tôi xin được mời Isaac và người đại diện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân sẽ nhận cúp Ngôi Sao Xanh 2020 trước ạ. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt thưa quý vị. Còn bây giờ thì chắc là xin mời Isaac cùng với sẽ chia sẻ cảm nghĩ của bạn trước đi. Không sao. Xin mời Thay mặt cho nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng như là đại diện của nhà sản xuất Marsic Picture, xin cảm ơn Hội đồng Nghệ thuật cũng như là ban tổ chức đã dành cái giải thưởng rất là cao quý này dành cho nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Ngày hôm nay thì chị Hồng Vân không có tới đây được vì lý do công tác, thế nên là có gửi một cái video rất là ngắn, chắc là để chia sẻ với các cái anh chị ở đây ạ. Chắc là xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng theo dõi video này ạ. Chào mọi người, tôi vẫn đang ở Hà Nội mà vẫn nghe được cái tin là mình được giải thưởng Ngôi Sao Xanh trong vai diễn mẹ nội của gái già lắm chưa ba, trời ơi mừng hết lớn luôn. Bằng tuổi này rồi nhưng mà sau mỗi lần mà nghe tin mình có cái giải thưởng gì á, giống như là cái cảm xúc nó hòa vỡ, giống như là một diễn viên trẻ mà mới được một cái giải thưởng đầu tiên trong cuộc đời gì đó. Thì Vân cũng biết nói gì hơn là thứ nhất là Vân quá tiếc là bởi vì bây giờ Vân đang ở Hà Nội, Vân quay cái chương trình gala gặp nhau cuối năm nhưng Vân không về được. Đó là cái đáng tiếc vô cùng vì Vân không đến được cái buổi lễ trao giải này của mình. Cái điều thứ hai Vân muốn nói lời cảm ơn, rất rất cảm ơn đến Today TV là nơi đã sáng lập ra cái giải thưởng Ngôi Sao Xanh này để mà ghi nhận những cái đóng góp của những văn nghệ sĩ từ những người mới vào nghề cho đến những người đã có một cái thời gian cống hiến lâu rồi. Và cái điều thứ ba nữa là Vân muốn cảm ơn đến bộ đôi Bảo Nhân và Nam Sito là năm nay đã cho Vân một cái vai diễn quá hay và cho Vân được nhiều cái cảm xúc khi mà mình được nhận những cái giải thưởng cao quý của ngành điện ảnh. Và cuối cùng thì Vân xin cảm ơn đến Hội đồng Giám khảo cũng như là tất cả khán giả của Vân đã bình chọn cho Vân trong giải thưởng Ngôi Sao Xanh này. Yêu mọi người lắm lắm. Chào mọi người.
Xin được cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân từ Hà Nội. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của Isaac. Lời đầu tiên cho Isaac xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị diễn viên và các quý vị đại biểu có mặt tại sân khấu ngày hôm nay, cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình và đang xem truyền hình trực tiếp tại nhà, một lời chào trân trọng nhất ạ. Thực ra thì Isaac đang run quá, bởi vì thực ra là lúc nào là sân khấu chỉ hát thôi, và có thể nói là Isaac là một trong những nghệ sĩ ít có duyên với giải thưởng lắm, bởi vì mỗi khi có giải thì thường Isaac bận rộn không có dịp để đứng trên sân khấu để nhận giải thưởng này. Cho nên là ngày hôm nay cảm ơn Ngôi Sao Xanh vì đã cho Isaac cơ hội này, cũng như là hội đồng bình chọn vì đã cho Isaac biết được rằng là sự cố gắng của mình đã được công nhận, bởi vì Isaac chưa bao giờ dám gọi mình là diễn viên cả. Cho nên cảm ơn chương trình rất nhiều. Yeah. Bởi vì không phải lúc nào cũng có dịp đứng trên sân khấu, cho nên Isaac cũng xin quý vị một vài phút để Isaac có thể gửi một lời cảm ơn chân thành nhất của mình đến với những người rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Điều đầu tiên là con xin cảm ơn ba mẹ và gia đình của mình vì đã sinh con ra ngày hôm nay. Và tiếp theo là xin cảm ơn những người thầy đã dìu dắt Isaac ngày hôm nay, đặc biệt là chị Ngô Thanh Vân vì đã cho Isaac cơ hội để trở thành một người nghệ sĩ. Và tiếp theo là xin lỗi, hơi dứt ra tay tại vì Isaac hay quên lắm. Đặc biệt là một người bạn và cũng như là một người anh rất tuyệt vời trong nghề của Isaac, đó chính là đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Thank you man, cảm ơn Phượng đã cho Isaac vai diễn Long Chiron ngày hôm nay. Và đó là cái cơ hội mà giúp cho Isaac có thể thể hiện với mọi người một khía cạnh khác hơn của Isaac. Và thực sự mà nói rằng là Isaac sẽ không thể nào diễn tốt như vậy nếu thiếu như những người đồng nghiệp xung quanh mình, đó chính là cô Phi Phụng và đặc biệt là anh Kiều Minh Tuấn. I love you. Thank you. Bởi vì khi diễn với anh Tuấn rung lắm mọi người ạ. Anh Tuấn là một người diễn viên rất tài năng, nhưng mà lúc nào anh Tuấn cũng giúp cho Isaac cảm thấy tự tin hơn và không bao giờ làm cho Isaac cảm thấy lo lắng hết. Và chính như vậy là Isaac học hỏi được rất nhiều từ anh Tuấn. Và một diễn viên mà Isaac không thể bỏ mơ đó chính là Diệu Nhi. Bởi vì Diệu Nhi là bé dâu của Isaac, và thực sự là cảm ơn Nhi vì đã đem một khía cạnh mềm mại như của Isaac đến với phim điện ảnh, và cảm ơn Nhi rất là nhiều. Và cuối cùng có thể không thể không nhắc đến như là fan hâm mộ của Isaac, cảm ơn tất cả mọi người về tình yêu dành cho Isaac nhé. Xin cảm ơn, I love you. Xin được một lần nữa chúc mừng nam diễn viên Isaac và nữ diễn viên nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Sau đây Phương Nga xin đọc giải thưởng nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất. Đề cử nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Xin được chúc mừng diễn viên Lãnh Thanh ạ. Nữ diễn viên Phi Phu. Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khách quý đang có mặt tại lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 7 năm 2020. Cảm xúc bây giờ của em đầu tiên là cũng phải rất nặng, cầm em chịu tay luôn. Có lẽ là một lời cảm ơn thì không đủ để dành tới cho tất cả mọi người, nhưng mà em cũng xin được gửi lời cảm ơn đầu tiên tới ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi về điện ảnh, về phim rất là hay để cho anh em nghệ sĩ trẻ như Lãnh Thanh và Chi Vu có cơ hội được đồng hành cũng như là tỏa sáng. Tiếp đến là xin được gửi lời cảm ơn đến
rất là nhiều những khán giả, mọi người đã bình chọn cho cả Thanh lẫn Chi để ngày hôm nay cả hai người cùng được vinh danh tại lễ trao giải này với bộ phim Chị Chị Em Em. Và cuối cùng là xin được gửi lời cảm ơn tới toàn thể ekip Chị Chị Em Em, bởi vì có rất phải có mọi người thì cả Thanh và Chi mới có cơ hội ngày hôm nay được đứng đây để được nhận chiếc cúp danh giá này. Xin được cảm ơn tất cả mọi người ạ. Và lời đầu tiên cho Chi Pu xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các quý vị khách quý đang theo dõi lễ trao giải Ngôi Sao Xanh 2020 ạ. Có lẽ là một bông hoa sẽ không thể nào nở nếu như thiếu đi ánh nắng, và chắc chắn là con người thì sẽ không thể nào sống thiếu tình yêu được. Và chiếc cúp này chính là minh chứng cho tất cả tình yêu của khán giả yêu quý, tất cả tình yêu của Sunny, SC của Chi Pu đã ngày đêm bình chọn cho Chi để có thể chạm tay vào chiếc cúp danh giá này. Và một lời cảm ơn đặc biệt nữa dành cho ekip bộ phim Chị Chị Em, đặc biệt là đạo diễn Ké Thi Huyên đã luôn là một người thầy rất là tâm huyết, dạy dỗ từng ngày cho Chi, anh Lại Thanh cũng như là chị Thanh Hằng. Và lời cảm ơn đặc biệt dành cho diễn viên của chúng ta là Lãnh Thanh, chị Thanh Hành đã luôn cùng với Chi hợp tác để có thể có được những trải nghiệm làm phim một cách xuất sắc và tuyệt vời nhất. Và một lời cảm ơn nữa dành cho ekip, các thành viên trong công ty GOM Entertainment của Chi Pu đã luôn hỗ trợ để Chi có thể hoàn thành cái vai diễn này một cách trọn vẹn nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn ban tổ chức ạ. Gửi lời chào trân trọng đối với tất cả quý khán giả, các vị quan khách đang dự lễ trao giải hết sức trang trọng ngày hôm nay. Và tôi hôm nay rất là vinh dự và xin được cảm ơn ban tổ chức đã cho phép tôi cùng với nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đến đây để trao giải cho một cái hạng mục đối với nam nữ diễn viên xuất sắc do hội đồng nghệ thuật bình chọn hạng mục điện ảnh. Xin trân trọng cảm ơn mọi người. Dạ, kính thưa quý vị, trước hết tôi xin phép cho tôi được cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cái hạnh phúc mà được có mặt ở đây đêm nay. Và tôi hòa mình trong không khí ấm cúng này và cùng sung sướng với các em, những thế hệ trẻ đang vươn lên. Và tôi tin chắc rằng với những cái cố gắng này, những cái nhiệt tình này thì chắc chắn làm điện ảnh chúng ta sẽ còn tiến xa hơn nữa. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ. Dạ, tới giờ phút hồi hộp. Dạ, tôi xin được vinh danh diễn viên Kiều Minh Tuấn do hội đồng nghệ thuật bình chọn hạng mục điện ảnh. Vinh danh một nữ nghệ sĩ, một nữ diễn viên mà tôi rất là hâm mộ, xin được vinh danh nữ diễn viên Ly Dương Lan Ngọc. Tuấn xin nhường cho Lan Ngọc à? Còn khó anh nhường em trước. Chứ anh nói ngắn lắm, nói dở đó. À,
Thật ra thì lời nói đầu tiên thì xin cho phép Ngọc được gửi lời chào đến tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Đã 2 năm rồi thì Ngọc cũng được đề cử trong cái giải thưởng Ngôi Sao Xanh, và đây là lần đầu tiên Ngọc được cầm trên tay cái cúp danh giá này. Thật sự là rất cảm ơn hội đồng nghệ thuật cũng như là tất cả khán giả đã luôn yêu thương và dành cái giải thưởng cao quý này cho Ngọc. Đặc biệt hơn thì chắc có lẽ là cho Ngọc xin gửi lời cảm ơn đến anh Võ Nhân, anh Alcito và tất cả ekip, tất cả các diễn viên ở trong bộ phim này đã cùng hỗ trợ cho Ngọc để có được một vai diễn xuất sắc như ngày hôm nay. Cũng cảm ơn đến gia đình đã luôn ủng hộ cho Ngọc trong suốt con đường nghệ thuật này. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ. Rồi, giờ tới lượt anh rồi đó. Dạ, Kiều Minh Tuấn xin kính chào quý quan khách. Dạ, con run quá cô. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn quý quan khách cũng giống như là quý khán giả đang xem đài. Cho Tuấn nói luôn là Tuấn xin cảm ơn khán giả, cảm ơn ban giám khảo, những người tổ chức ra cuộc thi bình chọn Ngôi Sao Xanh. Dạ. Dạ, xin cảm ơn ekip của Tuấn, cảm ơn khán giả, cảm ơn đồng nghiệp, cảm ơn fan của Tuấn, cảm ơn gia đình của Tuấn. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin được chúc mừng diễn viên Kim Minh Tuấn cùng với Ninh Dương Lan Ngọc một lần nữa, và xin được trân trọng cảm ơn ông Trần Đức Thành cùng với nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Thưa quý vị, giải thưởng gương mặt điện ảnh và truyền hình hôm nay cấp Ngôi Sao Xanh được vinh danh diễn viên. Tường Vi, nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Và lần này xin được vinh danh diễn viên Lê Minh Thành cho đề cử nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất do khán giả bình chọn ạ. Và xin được chúc mừng Tường Vi cùng với Lê Minh Thành, và xin mời hai bạn sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận cúp Ngôi Sao Xanh 2020. Gửi lời chào đến quý vị khán giả đang có mặt tại khán phòng cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi trên màn ảnh nhỏ ạ. Thật sự là ngay bây giờ cầm trên tay giải thưởng Ngôi Sao Xanh này thì rất là nhiều cảm xúc khi thấy được tình yêu của quý vị khán giả đã dành cho Vi rất là nhiều. Hơn hết thì xin được cảm ơn gia đình lúc nào cũng ủng hộ. Công ty Điền Quân đã giúp cho Vi có một vai diễn rất là tuyệt vời, cũng như là ekip đã hỗ trợ hết mình. Và hơn hết là xin trân quý tất cả những tình cảm mà quý vị khán giả đã yêu thương Vi trong suốt thời gian qua. Đây sẽ là một động lực rất lớn trong thời gian tới mà Vi sẽ cố gắng ạ. Dạ, thì ạ. Dạ, lần đầu tiên xin cho phép Lê Bình Thành nói chung là gửi lời chào đến toàn thể cô chú, anh chị diễn viên, anh chị báo đài, ban tổ chức thì dạ em chỉ biết là cảm ơn tất cả mọi người. Và dạ, thì giải Ngôi Sao Xanh này nó là một cái động lực để giúp em có thể một cái bước điểm để cho em phát triển hơn trong thời gian sắp tới. Và bên cạnh đó em cũng xin cảm ơn công ty Điền Quân đã nói chung là đã chọn và tin tưởng em, hỗ trợ em để giúp em có được cái giải này. Xin cảm ơn tất cả, xin cảm ơn ạ. Xin được một lần nữa chúc mừng nam diễn viên Lê Minh Thành và nữ diễn viên Tường Vi. Và xin được trân trọng cảm ơn ông Anthony Lâm cùng với Á hậu Thế giới Việt Nam 2019 Kiều Loan.
mời Lãnh Thanh vô. Hy vọng là sẽ tiếp tục có sức khỏe tốt để cống hiến nhiều bộ phim như vậy trên hay đến cho toàn thể quý vị khán giả và mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem tới rồi. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.